Hôm nay với số vốn mình đang có số vốn là bao nhiêu đây anh em ơi? Số vốn mình đang có 60. Mình sẽ vào đây chơi tài xỉu này, xích bồ này, hay là tài xỉu game bài này, tài xỉu này hay sóc đĩa. Nói chung là mình chơi con game, mình không bao giờ mình chơi một game. Ví dụ mình chơi con game này xui thì mình ra đến game khác. Các bạn nhớ vào sự kiện mình ra nhận quà free mỗi ngày nha. Đấy, mỗi ngày thì được 1 đến 2 ngày, nó có thể được mấy trăm đồng thôi. Nhưng mà mỗi tháng các bạn được ít nhất là được 30 ngàn đến vài trăm ngàn đấy. Với lại là chia sẻ Facebook mỗi ngày được 3 ngàn đồng, nó ít nhất mỗi tháng các bạn được 90 ngàn đồng, nó là một tháng các bạn không làm gì các bạn được tầm 150 ngàn, chỉ cần bỏ ra 2 phút mỗi ngày thôi nha anh em. Và lâu lâu có dê mình tặng anh em nữa. Vốn mình hôm nay 60, đầu tiên mình chơi con bài ra đi. Bài này mà đéo hên thì mình sẽ ra chơi con khác thôi. Bởi mình không thể chơi con game mãi được anh em ạ. Nếu mà mình chơi con game nó mà xui thì mình ok, mình chuyển ra đánh game khác. Việc gì mình phải cố gắng đánh một con game đâu, đúng không? Bởi một con game có thể ngày hôm đó game này mình xui, nhưng ngày mai mình hên thì sao? Cái đó mình không biết được. Nhưng mà đừng có cố gắng đánh một game đó, con game này xui này, thì thôi ra đánh game khác thôi. Đơn giản như vậy thôi anh em. Chơi phải như vậy anh em ạ. Không nên đánh một con game cố định. Thua rồi. Con này thua rồi. Đen thật anh em nhỉ. Thua chuỗi luôn đấy. 6 mê còn 3 mê đấy anh em. Nhưng mà thua 50% đấy anh em. Đen thật đấy. Đây rồi, may ván đéo này nó thắng đấy. Trời ơi, thắng một ván cái nó ăn thì thôi, nó thắng này thì mình nghĩ ra đi nên đánh game khác thôi. Bởi vì lỡ may đánh tiếp mình lại thua lại sao, đúng không? Đéo biết được. Thật sự đéo biết được cái điều gì được anh em ạ. Ôi dồi, chuồn mãi nó đéo về. Đây rồi, 6 mê lại rồi anh em ơi. Và trước khi đánh các bạn phải nhớ ba nguyên tắc này cho mình này. Khi đánh ấy, các bạn phải xác định từ đầu đó là thắng lên bao nhiêu nghĩ và thua xuống bao nhiêu nghĩ cho mình nha. Chứ đừng có đánh theo kiểu thắng muốn thắng hơn, thua lại muốn gỡ được, đánh kiểu đó mình nói thật anh em nhé. Anh em rú tiền anh em hết à? Hết à? Không có chuyện ăn thằng nó đâu. Anh em ơi nhớ điều đó cho mình nha. Phải xác định cho mình là thắng lên bao nhiêu nghĩ và thua xuống bao nhiêu nghĩ nha anh em nha. Hồi hộp lắm anh em ơi. Anh mới đéo này khi nào là chả hồi hộp. Nếu thắng thì đỡ hồi hộp hơn, nhưng mà thua thì hồi hộp lắm. Nhất là thua to nữa. Chuồn đi. Đây rồi. Ngon rồi anh em. Bây giờ cuối cùng nó còn thắng này. Cái đó là nguyên tắc thứ nhất các bạn này. Thắng định thắng nên bao nhiêu nghĩ về thua xuống bao nhiêu nghĩ nha. Cho mình nha. Thứ hai đó là tâm lý bình tĩnh khi chơi. Đừng có mất bình tĩnh nha. Bởi game thì còn đó quan trọng, anh em phải giữ nguyên tắc chơi, giữ bình tĩnh. Và cái thứ ba ấy là mình nghĩ là cái này quan trọng nhất là chơi thì các bạn phải biết cách phân bổ vốn, đừng có vì thua một hai ván là sau đó các bạn đặt tất tay. Đánh kiểu đó là dễ ra đạo nhất đấy, đừng có đánh theo kiểu tất tay là được anh em ạ. Đánh tất tay là rất rất gì là dễ ra đạo luôn. Mình nói thật với anh em là không có cách đánh gì mà dễ ra đạo bằng cách đó là đánh tất tay đâu anh em ạ. Đánh tất tay là một cái phương pháp đánh mà mình thấy là cực kỳ dễ ra đạo luôn đấy. Cho nên là chơi gì phải bình tĩnh em ơi. Đừng có vội. Đừng có vội anh em ơi. Bởi vội vàng anh em thường là sẽ ra đạo thôi, chứ không thắng nổi nó đâu. Chơi anh em thấy không? Hầu như thằng đéo là nó chơi nó muốn thắng à. Nhưng mà anh em mình đặt câu hỏi rằng là mấy ai mới thắng được nó. Khó lắm anh em ơi. Em giữ được bình tĩnh thì anh em nằm trong số ít những người thắng thôi. Còn anh em mà đéo giữ được bình tĩnh anh em thua thôi à. Má nói kìa, lại thua nữa kìa. Tính là do lúc nãy giờ mình thắng con game này mà do mình còn tham, mình đánh tiếp hay thôi ra đánh game tài xỉu đi. Ôi già. Ôi ván này bên này mà. Một mê đi. Trời ơi. Mày nói chứ kìa, đầu tiên mình là tài rồi mà. Thế mình chuyện ra mình là xỉu mới đầu chứ. Chịu ấy, lúc này tài xỉu chưa thắng bắn nào luôn ấy. Đây rồi, cuối cùng nó thắng rồi nè.
Nó thắng cái này anh em ơi. Nó thắng rồi anh em ơi. Ngon đấy, quá ngon luôn đấy anh em ạ. Trời ơi, lại thua kìa, đánh ván poker lại đi. Đây rồi. Ngon rồi anh em ơi. Pha đó mình đánh nhỏ ấy. 300 do mình sợ thua ấy anh em. Mình 6 mê, mình là 60 mấy, mình chỉ lên 10 mê là nghĩ thôi. Mà lên được hay không thì đéo biết được anh em ạ. Hên xui lắm. Ôi giời, 404 kìa. Chịu luôn đấy. Đen thế. Đây rồi. Ui, một ván vào gần lên luôn nè anh em. Đó. Như vậy gọi là hên đấy anh em. Quá hên luôn đấy. Bởi từ cái thế mà nó chưa thắng, bây giờ nó thắng lại rồi. Ngon anh em ơi, ngon quá chứ. Lên lại rồi, đó lên rồi anh em ạ. Chịu. Quá hên. Thật sự là quá hên luôn anh em ạ. Với 200 này mình kỳ vọng rồi. Rồi ván cuối này. Thắng thua gì cũng nghĩ này. Thôi ván cuối đi. Ván cuối là đi. À, nó lên lên lại 10 mê nghĩ nhá. Lên lại 10 mê nghĩ. Đây rồi. Lên lại nghĩ anh em nhá. Đéo lên tham nữa. Bởi tham mình sợ tí là lấy ra đạo anh em ạ. Sợ lắm. Cho nên tốt nhất là mình nghĩ tại đây thôi anh em. Thôi thì video này mình thúc nha. Anh em đừng quên lại cho một like và đăng ký, bởi nó còn rất lớn đấy. Giúp mình tạo ra cái video clip hay hơn và chất lượng anh em ơi. Nói chung là hôm nay mình thắng tầm đó là 4-5 mê là ngon anh em nghĩ nha anh em. Bye bye anh em nha.